Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ Tư ngày 23 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Văn phòng tổng đại lý của công ty bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam đã chính thức khai trương tại số 115 Hùng Vương, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa vào sáng ngày 22 tháng 11. Được thiết kế theo mô hình Genkasa, đây là Genkasa đầu tiên thuộc Generali Việt Nam triển khai ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và là Genkasa thứ 8 trong toàn quốc. Mô hình văn phòng Genkasa được xây dựng theo hình tượng ngôi nhà nhỏ, ấm cúng, mang lại cho khách hàng cảm nhận thân thiện, cởi mở, sự trân trọng và gắn bó như những người thân trong gia đình hoặc như bạn bè thân thiết. Tại lễ khai trương Genkasa, Generali Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn thành phố Bà Rịa, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện mong muốn Generali Việt Nam luôn hướng tới cộng đồng, luôn chung tay xây dựng phát triển địa phương nơi Generali Việt Nam đứng chân. Đến nay, sau 5 năm hoạt động, Generali Việt Nam đã có các văn phòng tư vấn bảo hiểm và trung tâm dịch vụ khách hàng ở hầu hết các tỉnh, thành phố cả nước. Bên cạnh các dịch vụ khách hàng truyền thống, các kênh bán hàng đa dạng, Generali Việt Nam là đơn vị tiên phong trong việc đưa các mô hình kinh doanh độc đáo để phục vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp hơn, như trung tâm dịch vụ khách hàng VIP Lounge tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mô hình văn phòng tổng đại lý Genkasa